Hello, xin chào tất cả các em đáng yêu đã trở lại với kênh của chị Pupu nha. Ngày hôm nay chị em mình sẽ không có một cái tutorial, một cái hướng dẫn làm slime nào hết, mà hôm nay sẽ là video restock. Đã rất là lâu rồi chị không có video restock nào hết, nhưng mà tại shop thì vẫn bán rất là đều luôn. Những bản slime này và thật nhiều mẫu slime khác nữa sẽ được bán tại sự kiện của 12 Slimer Underrated vào ngày mai. Nếu các bạn có thời gian thì hãy đến và ủng hộ chị cũng như 12 bạn nhé. Đầu tiên là một bản slime trong, bản này có màu tím, bên trong có một chú hồng hạc. Và đó là lý do vì sao chị đặt tên là Tropical Party, là bữa tiệc của nhiệt đới. Vì cứ nghĩ đến hồng hạc là nghĩ đến nhiệt đới thôi. Đây là một bản slime trong, có fishbone ở bên trên, một chút xíu xốp. Chất của bản này là dẻo, đặc và clicky. Các bạn có thể xem nhé. Màu bên ngoài sẽ đậm hơn một chút vì chị muốn nhắc tới cái rượu vang khi người ta uống mỗi lần mà tham gia những cái tiệc này đó. Tất cả slime trong sẽ đều được chị scented bỏ thêm mùi. Và bạn này thì có mùi nho trộn với lại một chút xíu mùi Việt Quất. Và khi chơi thì sẽ tạo ra được bong bóng rất là to kêu đã tai nhé. Tiếp theo là một cặp slime trong có tên gọi chung là classmate, tức là bạn cùng lớp, gồm một bạn Kubo là bạn trai và một bạn màu hồng là bạn gái của Kubo. Thì bạn Kubo này đang đi học và được đi dã ngoại nè, được đi đến thủy cung cho nên là màu xanh. Còn đây là bạn gái của Kubo thì có màu hồng và có thêm hạt pom pom. Chị sẽ giới thiệu bạn màu xanh trước nha. Và cũng như lúc nãy thì bạn này là một bạn slime cực kỳ trong và dẻo rồi. Chị sẽ bán ở trong sự kiện rất là dẻo luôn để cho các bạn có thể mua về và chơi ngay. Rất là đặc nè. Và đảm bảo với các bạn là có mùi cực kỳ thơm. Bên dưới còn có các cái kim sa để tượng trưng cho thủy cung nữa. Có thể lấy riêng một miếng ra chơi như thế này thì cũng thấy được độ dẻo của bạn này rồi đúng không? Và bên trong có kèm một drum hình bé trai. Chị thích gọi bạn này là bạn Kubo bởi vì rất là giống các bạn nhỏ đi học mẫu giáo luôn. Có đeo một cái cặp nhỏ xíu kìa. Vì bạn này khá dẻo nên thích hợp nhất là khi chúng ta swirl lại và tạo bong bóng thì nghe được tiếng rất rất là hay nhé. Đi cùng với lại bạn Kubo thì đây là bạn gái của Kubo. Bên trong sẽ có drum bé gái, bên dưới là những ngôi sao trái tim kim tuyến. Và đặc biệt bên trên chị còn có để những cái hạt pom pom. Những cái hạt pom pom này là mini pom pom nên khi chúng ta dùng tay mà bóp á, nó tạo thành tiếng xì, nghe vui tai vô cùng. Dĩ nhiên là restock của chị Bubu thì không thể nào thiếu được những bản slime mà mang màu sắc của đồ ăn thức uống. À đó, lại nói đến chuyện ăn thì chị sắp đi ăn đám cưới cho nên nó mới phải làm cái móng tay giống như thế này. Nếu mà có tạo nên những cái tiếng scratchy nghe nó rẹt rẹt ở dưới cái background thì cho chị xin lỗi nhé. Đây là nằm trong series các loại sữa. Thì đây là cái base nè, đây là sữa đặc. Thì chị sẽ bỏ thêm thí dụ như là muối quýt để làm thành sữa quýt, sữa cam nè. Rồi bỏ thêm dâu thì thành sữa dâu. Và đây là một chất slime cực kỳ đặc, clicky, tạo bong bóng tiếng to và rất là thơm mùi của cái trái cây mà bỏ vào đấy. Các loại sữa ở trong quầy thức uống của Kubo sẽ gồm có chuối, cam và táo nha. Đây là một bản slime khác có tên là sữa dâu da ua, sữa da ua dâu. Thì cái chất nó sẽ ít đặc hơn là cái chất ban nãy, có mùi dâu và đặc biệt là cũng rất là clicky và dẻo nha. Một loại slime khác mà chị vừa mới thử nghiệm đó chính là slime bỏ cái kén tằm vô. Thì chị bỏ vào đây 2-3 cái kén tằm màu hồng, còn có thêm xốp màu hồng
và chất bên dưới là chất rất là đặc luôn. Bạn này có tên là Strawberry Milkshake, tức là sữa lắc trái dâu. Thì mùi dĩ nhiên là mùi dâu rồi, và còn có thêm một cái charm hình trái dâu nữa. Chị đã cố gắng tìm cái kén tầm đó ở giữa những cái bạn mỏ hồng này nhưng mà không có mò ra được, nên là không có bóp cho các em coi. Nhưng mà khi mà chúng ta chơi trong tay á, chúng ta sẽ sờ thấy cái kén tầm đó và bóp thì cảm giác nó rất là lạ, các bạn hãy trải nghiệm nhé. Và đây là một bạn hát form có tên là Fitty Fancy, là cái trò game hồi xưa cá lớn ăn cá bé, cá lớn nuốt cá bé mà cái bạn to ăn cái bạn nhỏ. Thì những cái màu, cái hạt xốp á, tượng trưng cho cái đồ ăn mà chị em mình hay bơi qua bơi lại xong rồi ăn đồ này nọ. Chị cũng nhớ là chị nhớ có đúng không nữa. Ở bên dưới là màu xanh tượng trưng cho đại dương, và ở bên trên chị để những cái hạt xốp màu. Chất slime bên dưới cũng là thick, và khi mà tạo tiếng thì rất là dài luôn đó. Rồi rồi, qua đến chất slam khác ngay đây. Và đây là chất slam mà các bạn rất thích mua ở shop chị luôn. Đó chính là Cloud May, slam May. Bạn này có tên là Kobo đi sở thú, bởi vì Kobo rất là thích chim hồng hà khi mà đi đến sở thú coi á. Đó, thì bạn này có hai màu nha, màu trắng pha với lại màu hồng. Và chất thì tơi, xốp và khá là khô tay. Mùi thì mùi chanh dây, vì chị rất là thích mùi chanh dây, chị cũng chả biết tại sao. Nhưng mà đây là lần đầu tiên chị quay với setup này, nên nếu mà có gì sai sót thì các bạn bỏ qua cho chị nha, bởi vì chị chẳng tìm được cách nào để mà thể hiện được cái độ rơi của tuyết ngoại trừ cách này hết. Một bạn Cloud khác có tên là Điệu Múa của Hồng Hạc. Thì đây chính là điệu... Tại sao chị lại đặt tên là Điệu Múa của Hồng Hạc? Bởi vì khi chúng ta swirl cái bạn Slamay này nè, chị thấy những cái kim tuyến Hồng Hạc nó giống như là những con Hồng Hạc đang nhảy múa vậy, cho nên là chị đã đặt tên này. Bạn này thì có cái chất Cloud giống y như bạn trước, cho nên là chị sẽ để các bạn cảm nhận nhé. Tiếp theo là một bạn slam thuộc dạng best seller của shop luôn, đó là Jack và cây đậu thần. Bên trong có cái charm hình đậu nè, bên trên chỉ có để hạt xốp màu xanh lá cây tượng trưng cho cái hạt đậu á. Đó, thì chỉ có pha hai màu, ở bên trên màu trắng là tượng trưng cho mây, còn bên dưới là cái cây đậu đó. Thì bạn Jack đã leo lên cây đậu thần để leo lên trên trời để gặp người khổng lồ luôn. Không biết là đã có bạn nào đọc cái câu chuyện này chưa, nhưng hồi nhỏ chị rất là thích câu chuyện này. Và đây cũng là một bạn Cloud Slam rất là được các bạn yêu thích, vì cái mùi thơm và cái độ rơi của tuyết thì... Bạn nói là rất là đẹp và ít dính tuyết ra tay. Chị sẽ làm hơi khô một chút để đến tay các bạn thì nó sẽ không có bị quá ướt nha. Bạn Slamay này có tên là Ngựa Thần Tiên và được mix giữa hai màu xanh có mùi bạc hà và màu tím có mùi blueberry. Thì các bạn hãy mua về và trải nghiệm xem hai mùi đó mix lại thì thành một mùi gì nhé. Ở bên trên có một số kim tuyến để tạo độ lấp lánh khi bạn ấy rơi xuống. À, đặc biệt bạn này có độ rơi nhanh hơn so với lại các loại slam khác. Thì nếu bạn nào thích cái độ rơi nhanh thì hãy tậu bạn này về ngay ha. Và thêm một bạn màu hồng nữa gia nhập vào trong đội quân Pink Collection của chị. Bạn này có tên là Fancy Icy Baby. Nghe tên là biết đây là chất slam Icy Slam rồi đúng không? Chất slam đá bào này rất thích hợp cho bạn nào thích trải nghiệm các cái chất slam mới. Thì hãy rinh bạn này về nha. Bạn này có mùi dâu và màu hồng rất là ngọt mắt đó.
một thử nghiệm mới cho chị, đó chính là clay slime. Bạn này khá là phồng phì và có thêm đất sét ở bên trong, cho nên là có thể phết được nhưng cũng khá là clicky. Càng chơi thì càng bự ra, cũng hơi khó để bỏ lại ở trong hũ. Bạn này có màu tím và được chị đặt tên là Blueberry Milkshake. Toàn là đồ ăn thức uống không à. Và bây giờ thì tất cả các slime trong restock đã được chị giới thiệu rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai và hãy nhớ đến ủng hộ chị cũng như là shop của chị nhé. Và bây giờ là bye bye, hẹn gặp lại trong video kỳ sau nha.